đi thăm dân hả? Phải không? Nói đúng là quá vậy. Chạy sâu cái em biết để cho em nói. Mẫu. Với phi thăm dân nha. Có bà chị đây bữa gần nè, ai cũng biết hết. Em thấy bà chị thấy ca sĩ nghệ sĩ đâu cũng biết hết. Cũng có nghệ sĩ hài Bảo Trung với bây giờ trước mặt mọi người đó là Phi Thanh Văn nha mọi người. Mình này kia đó nó thấy gì kia.
Phước nè, Duy Phước nè, Duy Phước nè. Đã đi qua bên kia rồi, cả nhà ơi. À, Hà Thanh Tam, Duy Phước á. Quá chừng đông mọi người ơi.
rất là đông luôn. Xe rồi, tới đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vô đây là không mình đó là vô đây là mình sẽ vô là đâu anh đó vô đó sau khi em vô chơi đó cái này mà sao mà cái này biết tự nhiên không cái tay đụng luôn á, không có gì